Mục 3. Trình tự thủ tục giải quyết tố cáo Điều 28. Trình tự giải quyết tố cáo 1. Thụ lý tố cáo 2. Xác minh nội dung tố cáo 3. Kết luận nội dung tố cáo 4. Xử lý kết luận nội dung tố cáo của người giải quyết tố cáo Điều 29. Thụ lý tố cáo 1. Người giải quyết tố cáo ra quyết định thụ lý tố cáo khi có đủ các điều kiện sau đây A. Tố cáo được thực hiện theo quy định tại điều 23 của luật này. B. Người tố cáo có đủ năng lực hành vi dân sự, trường hợp không có đủ năng lực hành vi dân sự thì phải có người đại diện theo quy định của pháp luật. C. Vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết tố cáo của cơ quan tổ chức cá nhân tiếp nhận tố cáo. D. Nội dung tố cáo có cơ sở để xác định người vi phạm hành vi vi phạm pháp luật. Trường hợp tố cáo xuất phát từ việc khiếu nại đã được giải quyết đúng thẩm quyền, trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật nhưng người khiếu nại không đồng ý mà chuyển sang tố cáo người đã giải quyết khiếu nại thì chỉ thụ lý tố cáo khi người tố cáo cung cấp được thông tin, tài liệu, chứng cứ để xác định người giải quyết khiếu nại có hành vi vi phạm pháp luật. 2. Quyết định thụ lý tố cáo bao gồm các nội dung chính sau đây: a Ngày tháng năm ra quyết định, b căn cứ ra quyết định, c nội dung tố cáo được thụ lý, d thời hạn giải quyết tố cáo. 3. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định thụ lý tố cáo, người giải quyết tố cáo có trách nhiệm thông báo cho người tố cáo và thông báo về nội dung tố cáo cho người bị tố cáo biết. Điều 30. Thời hạn giải quyết tố cáo. 1. Thời hạn giải quyết tố cáo là không quá 30 ngày kể từ ngày thụ lý tố cáo. 2. Đối với vụ việc phức tạp thì có thể gia hạn giải quyết tố cáo một lần nhưng không quá 30 ngày. 3. Đối với vụ việc đặc biệt phức tạp thì có thể gia hạn giải quyết tố cáo hai lần, mỗi lần không quá 30 ngày. 4. Người giải quyết tố cáo quyết định bằng văn bản việc gia hạn giải quyết tố cáo và thông báo đến người tố cáo, người bị tố cáo cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan. 5. Chính phủ quy định chi tiết điều này. Điều 31. Xác minh nội dung tố cáo. 1. Người giải quyết tố cáo tiến hành xác minh hoặc giao cho cơ quan thanh tra cùng cấp hoặc cơ quan tổ chức cá nhân khác xác minh nội dung tố cáo, gọi chung là người xác minh nội dung tố cáo. Việc giao xác minh nội dung tố cáo phải thực hiện bằng văn bản. 2 văn bản giao xác minh nội dung tố cáo có các nội dung chính sau đây. A. Ngày tháng năm giao xác minh. B. Người được giao xác minh nội dung tố cáo. C. Họ tên, địa chỉ của người bị tố cáo. Tên gọi, trụ sở của cơ quan tổ chức bị tố cáo. D. Nội dung cần xác minh. D. Thời gian tiến hành xác minh. E. Quyền và trách nhiệm của người được giao xác minh nội dung tố cáo. 3. Người xác minh nội dung tố cáo phải tiến hành các biện pháp cần thiết để thu thập thông tin tài liệu, làm rõ nội dung tố cáo. Thông tin tài liệu thu thập phải được ghi chép thành văn bản. Khi cần thiết thì lập thành biên bản được lưu giữ trong hồ sơ vụ việc tố cáo. 4. Trong quá trình xác minh, người xác minh nội dung tố cáo phải tạo điều kiện để người bị tố cáo giải trình, đưa ra các chứng cứ để chứng minh tính đúng sai của nội dung cần xác minh. 5. Người xác minh nội dung tố cáo được thực hiện các quyền và nghĩa vụ quy định tại các điểm A, B, C, D khoảng 1 và các điểm A, B, C khoảng 2 điều 11 của luật này theo phân công của người giải quyết tố cáo. 6. Kết thúc việc xác minh nội dung tố cáo, người được giao xác minh phải có văn bản báo cáo người giải quyết tố cáo về kết quả xác minh nội dung tố cáo và kiến nghị biện pháp xử lý. Điều 32 trách nhiệm của chánh thanh tra các cấp và tổng thanh tra chính phủ. 1. Chánh thanh tra bộ, cơ quan ngang bộ, chánh thanh tra cấp tỉnh, chánh thanh tra sở, chánh thanh tra cấp huyện có trách nhiệm sau đây. A. Xác minh nội dung tố cáo, báo cáo kết quả xác minh, kiến nghị biện pháp xử lý tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước cung cấp khi được giao. B. Xem xét vụ việc giải quyết tố cáo mà người đứng đầu cơ quan tổ chức cấp dưới trực tiếp của cơ quan hành chính nhà nước cung cấp đã giải quyết nhưng có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Trường hợp có căn cứ cho rằng việc giải quyết tố cáo có vi phạm pháp luật thì kiến nghị người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước cung cấp xem xét giải quyết lại. 2. Tổng thanh tra chính phủ có trách nhiệm sau đây. A. À, tiếp nhận phân loại đề xuất việc giải quyết tố cáo thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ. B. Xác minh nội dung tố cáo, báo cáo kết quả xác minh, kiến nghị biện pháp xử lý tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Thủ tướng Chính phủ khi được giao. C. Xem xét việc giải quyết tố cáo mà Bộ trưởng, người đứng đầu cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã giải quyết nhưng có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Trường hợp có căn cứ cho rằng việc giải quyết có vi phạm pháp luật thì kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét giải quyết lại. Điều 33. Rút tố cáo. Một, người tố cáo có quyền rút toàn bộ nội dung tố cáo hoặc một phần nội dung tố cáo trước khi người giải quyết tố cáo ra kết luận nội dung tố cáo. Việc rút tố cáo phải được thực hiện bằng văn bản. 2. Trường hợp người tố cáo rút một phần nội dung tố cáo thì phần còn lại được tiếp tục giải quyết theo quy định của luật này. Trường hợp người tố cáo rút toàn bộ nội dung tố cáo thì thực hiện theo quy định tại điểm A khoảng 3 điều 34 của luật này. Trường hợp nhiều người cùng tố cáo mà có một hoặc một số người tố cáo rút tố cáo, thì tố cáo vẫn tiếp tục được giải quyết theo quy định của luật này. Người đã rút tố cáo không được hưởng quyền và không phải thực hiện nghĩa vụ quy định tại điều chính của luật này, trừ trường hợp quy định tại khoảng 4 điều này. 3. Trường hợp người tố cáo rút tố cáo mà người giải quyết tố cáo xét thấy hành vi bị tố cáo có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc có căn cứ xác định việc rút tố cáo do bị đe dọa, mua chuộc hoặc người tố cáo lợi dụng việc tố cáo để vu khống, xúc phạm, gây thiệt hại cho người bị tố cáo thì vụ việc tố cáo vẫn phải được giải quyết. 4. Người tố cáo rút tố cáo nhưng có căn cứ xác định người tố cáo lợi dụng việc tố cáo để vu khống, xúc phạm, gây thiệt hại cho người bị tố cáo thì vẫn phải chịu trách nhiệm về hành vi tố cáo của mình, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. 5. Chính phủ quy định chi tiết điều này. Điều 34. Tạm đình chỉ, đình chỉ việc giải quyết tố cáo. 1. Người giải quyết tố cáo ra quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết tố cáo khi có một trong các căn cứ sau đây. A. Cần đợi kết quả giải quyết của cơ quan tổ chức cá nhân khác hoặc đợi kết quả giải quyết vụ việc khác có liên quan. B. Cần đợi kết quả giám định bổ sung, giám định lại. 2. Khi căn cứ tạm đình chỉ việc giải quyết tố cáo không còn thì người giải quyết tố cáo ra ngay quyết định tiếp tục giải quyết tố cáo. Thời gian tạm đình chỉ việc giải quyết tố cáo không tính vào thời hạn giải quyết tố cáo. 3. Người giải quyết tố cáo ra quyết định đình chỉ việc giải quyết tố cáo khi có một trong các căn cứ sau đây. A. Người tố cáo rút toàn bộ nội dung tố cáo, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 điều 33 của luật này. B. Người bị tố cáo là cá nhân chết và nội dung tố cáo chỉ liên quan đến trách nhiệm của người bị tố cáo. C. Vụ việc đã được giải quyết bằng bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật hoặc quyết định đã có hiệu lực của cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền. 4. Quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ việc giải quyết tố cáo phải nêu rõ lý do trách nhiệm của cơ quan tổ chức có liên quan và gửi đến người tố cáo, người bị tố cáo trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định. Điều 35. Kết luận nội dung tố cáo. 1. Căn cứ vào nội dung tố cáo, giải trình của người bị tố cáo, kết quả xác minh nội dung tố cáo, tài liệu chứng cứ có liên quan, người giải quyết tố cáo ban hành kết luận nội dung tố cáo. 2. Kết luận nội dung tố cáo phải có các nội dung chính sau đây. A. Kết quả xác minh nội dung tố cáo. B. Căn cứ pháp luật để xác định có hay không có hành vi vi phạm pháp luật. C. Kết luận về nội dung tố cáo là đúng, đúng một phần hoặc tố cáo sai sự thật. Xác định trách nhiệm của từng cơ quan tổ chức cá nhân liên quan đến nội dung tố cáo. D. Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền cần thực hiện, kiến nghị cơ quan tổ chức cá nhân khác, áp dụng các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đối với cơ quan tổ chức cá nhân có vi phạm pháp luật. D kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét sửa đổi bổ sung chính sách pháp luật áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan tổ chức cá nhân. 3. Chậm nhất là 5 ngày làm việc kể từ ngày ban hành kết luận nội dung tố cáo. Người giải quyết tố cáo gửi kết luận nội dung tố cáo đến người bị tố cáo, cơ quan tổ chức quản lý người bị tố cáo và cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan. Thông báo về kết luận nội dung tố cáo đến người tố cáo. Điều 36. Việc xử lý kết luận nội dung tố cáo của người giải quyết tố cáo. 1. Chậm nhất là 7 ngày làm việc kể từ ngày ban hành kết luận nội dung tố cáo, người giải quyết tố cáo căn cứ vào kết luận nội dung tố cáo tiến hành việc xử lý như sau. a. À, trường hợp kết luận người bị tố cáo không vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ công vụ, thì khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tố cáo, bị xâm phạm do việc tố cáo không đúng sự thật gây ra. Đồng thời, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền xử lý người cố ý tố cáo sai sự thật. B. Trường hợp kết luận người bị tố cáo vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ công vụ thì áp dụng biện pháp xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật. 2. Trường hợp hành vi vi phạm của người bị tố cáo có dấu hiệu của tội phạm thì chuyển ngay hồ sơ vụ việc đến cơ quan điều tra hoặc viện kiểm sát nhân dân có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật. 3. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả xử lý, cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền xử lý, kiến nghị trong kết luận nội dung tố cáo quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều này có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho người giải quyết tố cáo về kết quả xử lý. Điều 37. Việc tố cáo tiếp, giải quyết lại vụ việc tố cáo. 1. Trường hợp có căn cứ cho rằng việc giải quyết tố cáo là không đúng quy định của pháp luật thì người tố cáo có quyền tố cáo tiếp với người đứng đầu cơ quan tổ chức cấp trên trực tiếp của người đã giải quyết tố cáo. 2. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được tố cáo tiếp, người đứng đầu cơ quan tổ chức cấp trên trực tiếp của người đã giải quyết tố cáo phải xem xét hồ sơ giải quyết vụ việc tố cáo trước đó, trường hợp cần thiết làm việc trực tiếp với người tố cáo về nội dung tố cáo tiếp, thu thập thông tin tài liệu chứng cứ có liên quan để quyết định xử lý đối với tố cáo tiếp, việc xử lý được thực hiện như sau. A. À, trường hợp việc giải quyết tố cáo trước đó là đúng quy định của pháp luật thì không giải quyết lại vụ việc tố cáo, đồng thời thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho người tố cáo về việc không giải quyết lại. B. Trường hợp việc giải quyết tố cáo trước đó là không đúng thẩm quyền thì tiến hành giải quyết tố cáo theo thẩm quyền hoặc chuyển tố cáo đến cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền giải quyết tố cáo. C. Trường hợp việc giải quyết tố cáo trước đó có một trong các căn cứ quy định tại khoảng 3 điều này thì người đứng đầu cơ quan tổ chức cấp trên trực tiếp giải quyết lại vụ việc tố cáo theo thời hạn, trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo, quy định tại chương này. 3. Việc giải quyết lại vụ việc tố cáo được thực hiện khi có một trong các căn cứ sau đây: A. Kết quả xác minh hoặc kết luận nội dung tố cáo thiếu chính xác hoặc thiếu khách quan. B. Bỏ sót, bỏ lọt thông tin, tài liệu, chứng cứ quan trọng trong khi xác minh hoặc kết luận nội dung tố cáo. C. Áp dụng không đúng pháp luật trong quá trình xác minh hoặc kết luận nội dung tố cáo. 4. Kết luận nội dung giải quyết lại vụ việc tố cáo bao gồm các nội dung chính sau đây: A. Nội dung quy định tại khoảng 2 điều 35 của luật này. B. Kết luận về những nội dung vi phạm trong quá trình giải quyết tố cáo của người đứng đầu cơ quan tổ chức cấp dưới. C. Trách nhiệm của cơ quan tổ chức cá nhân trong việc giải quyết tố cáo trước đó. D. Xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền xử lý đối với cơ quan tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật trong việc giải quyết tố cáo. Điều 38. Giải quyết tố cáo trong trường hợp quá thời hạn quy định mà chưa được giải quyết. 1. Trường hợp quá thời hạn quy định tại điều 30 của luật này mà tố cáo chưa được giải quyết, người tố cáo có quyền tố cáo tiếp với người đứng đầu cơ quan tổ chức cấp trên trực tiếp của người giải quyết tố cáo. 2. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tố cáo tiếp, người đứng đầu cơ quan tổ chức cấp trên trực tiếp có văn bản yêu cầu người giải quyết tố cáo báo cáo về quá trình giải quyết tố cáo lý do về việc chậm giải quyết tố cáo và xác định trách nhiệm giải quyết tố cáo. 3. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu người đứng đầu cơ quan tổ chức cấp trên trực tiếp, người giải quyết tố cáo phải gửi báo cáo theo quy định tại khoản 2 điều này. Tiếp tục giải quyết tố cáo theo yêu cầu của cơ quan tổ chức cấp trên trực tiếp và báo cáo kết quả giải quyết trừ trường hợp quy định tại khoản 5 điều này. 4. Người đứng đầu cơ quan tổ chức cấp trên trực tiếp theo dõi đôn đốc việc giải quyết tố cáo, thông báo cho người tố cáo biết về việc xem xét giải quyết tố cáo, áp dụng biện pháp xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền xử lý đối với người có thẩm quyền mà không giải quyết tố cáo theo đúng thời gian quy định. 5. Trường hợp có căn cứ cho rằng việc giải quyết tố cáo có vi phạm pháp luật nghiêm trọng, có dấu hiệu không khách quan, thì người đứng đầu cơ quan tổ chức cấp trên trực tiếp giải quyết vụ việc tố cáo. Chính phủ quy định chi tiết điều này. Điều 39. Hồ sơ giải quyết vụ việc tố cáo. 1. Việc giải quyết tố cáo phải được lập thành hồ sơ căn cứ vào vụ việc cụ thể. Hồ sơ giải quyết vụ việc tố cáo bao gồm: a. Đơn tố cáo hoặc văn bản ghi nội dung tố cáo, báo cáo hoặc biên bản kiểm tra xác minh thông tin cá nhân của người tố cáo, biên bản làm việc trực tiếp với người tố cáo để xác minh nội dung tố cáo. b. Quyết định thụ lý tố cáo, văn bản giao xác minh nội dung tố cáo. C. Biên bản xác minh, kết quả giám định, thông tin, tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình xác minh. D. Văn bản giải trình của người bị tố cáo, biên bản làm việc với người bị tố cáo về nội dung giải trình. D. Báo cáo kết quả xác minh, nội dung tố cáo trong trường hợp người giải quyết tố cáo giao cho người khác tiến hành xác minh nội dung tố cáo. E. Quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết tố cáo, Quyết định tiếp tục giải quyết tố cáo. G. Kết luận nội dung tố cáo hoặc quyết định đình chỉ việc giải quyết tố cáo. H. Quyết định xử lý của người giải quyết tố cáo, văn bản kiến nghị cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền áp dụng biện pháp xử lý. I. Các tài liệu khác có liên quan. 2. Đối với việc giải quyết lại vụ việc tố cáo, hồ sơ bao gồm những tài liệu quy định tại khoản 1 điều này và các tài liệu sau đây. A. Đơn tố cáo hoặc văn bản ghi nội dung tố cáo tiếp, văn bản yêu cầu hoặc kiến nghị về việc giải quyết lại vụ việc tố cáo, B. Kết luận nội dung giải quyết lại vụ việc tố cáo, C. Quyết định xử lý của người giải quyết lại vụ việc tố cáo, D. Các tài liệu khác có liên quan trong quá trình giải quyết lại vụ việc tố cáo. 3. Hồ sơ giải quyết vụ việc tố cáo phải được đánh số thứ tự, việc lưu trữ, khai thác, sử dụng hồ sơ giải quyết vụ việc tố cáo được thực hiện theo quy định của pháp luật bảo đảm bí mật thông tin về người tố cáo điều 40 công khai kết luận nội dung tố cáo quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo một trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày ra kết luận nội dung tố cáo quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo người giải quyết tố cáo có trách nhiệm thực hiện việc công khai kết luận nội dung tố cáo người có thẩm quyền xử lý kỷ luật xử phạt vi phạm hành chính có trách nhiệm công khai quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo. 2. Việc công khai kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo được thực hiện bằng một hoặc một số hình thức dưới đây. A. Công bố tại cuộc họp cơ quan tổ chức nơi người bị tố cáo công tác. B. Niêm yết tại trụ sở làm việc hoặc nơi tiếp công dân của người đã giải quyết tố cáo, người đã ra quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo. C đăng tải trên cổng thông tin điện tử hoặc mạng thông tin nội bộ của người đã giải quyết tố cáo, người đã ra quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo. D. Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng. 3. Việc công khai kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo phải bảo đảm không làm tiết lộ thông tin về người tố cáo và những nội dung thuộc bí mật nhà nước. 4. Chính phủ quy định chi tiết điều này